rậm lắm. Đợt đấy giờ không thụt nữa à bà? Thụt. Không thụt nhiều nữa đâu. Nó không thụt như ngày xưa bà nhỉ? Ừ. Như ngày xưa cách đây hơn chục năm ấy nhỉ? Đây làm cho ngoài kia bây giờ nó mở, bây giờ móc đằng này móc kia, bây giờ người ta còn dùng cây vào á. Ngày xưa cứ cắm cái cây xuống mấy mét còn chả thấy đâu, chả thấy đáy đâu. Không đó, bây giờ người ta nó vẫn dùng bạch đàn và móc. Ngày xưa nó như thế mà. À, thế giờ là đầm lầy coi là hết rồi phải không? Đầm lầy bây giờ vẫn còn nhưng mà nó không thụt như ngày xưa nữa. Không thụt nữa mà hai nữa là bây giờ nó dậm cỏ không nhìn thấy đất thôi. À. Ừ. Bây giờ dậm cỏ quá cảm thấy như không thụt nữa. Ngày xưa đứng thôi. Một chỗ này nó phải rung được chục mét mà nhỉ. Đây, rung thún chân này. Thụt mà. Cái này 10 năm rồi phải không? Mười mấy năm rồi. Thích quay cái chỗ thụt rung mấy mét em. Vâng. Cái chỗ dụng ông sĩ kia, cái dụng kia nó làm này nó cũng rung chứ. Nhưng mà khu này mới là khu thụt nhiều nhất này. Ừ. Cháu vẫn nhớ khu này là khu đầm lầy mà. Bao nhiêu năm rồi bà nhỉ? Mười mấy năm từ lúc coi cái thu trong này đã mấy chục năm rồi. Có chỗ ngày xưa thu nó thụt bằng này. Mà bây giờ chỉ nghe lời các cụ mới chuẩn xác thôi. Không, người xuống chỗ nào thụt lắm mà nó bằng này. Nhưng bây giờ vào ấy... Tức là người thì thụt bằng đấy nhưng cái cây mà cắm xuống thì không có đáy. Chả thấy nó đáy đâu. Có chứ, trâu nó vẫn đi vào. Trâu đi vào đúng cái cổ bà nhỉ. Có đúng cái cổ đấy. Cái ngai à, nó trâu về trâu bò chả có này, dậm mùng á. Mùng này mọc chặn ra giữa đồng ạ. Đúng gần 20 năm nó thay đổi nhiều. Đây, bây giờ mùng này, lợn gà không ai chăn nữa, bây giờ nó mọc cái chặn giữa đồng. Đây gọi là đầm lầy à? Đầm lầy. Nhà nào không ngày xưa có cấy được đâu bà nhỉ, chỗ này có ai dám xuống mấy mà cấy. Ấy mà sao cây hết đấy. À. Ừ. Như là ruộng đây, ruộng đầy kia đây. Không hợp tác cái là chia nhau vào mỗi người một vùng cuốc thế thế á. Bà chưa chỉ cuốc rồi lấy cái cuốc cào ra xong rồi cấy. Cào ra dặm mới xuống. Chứ không phải như bây giờ. Bà cuốc vào mấy trong đường. Cái bao nhiêu năm rồi mà giờ nó vào đây nó khác ngay luôn. Vâng. Cuối cùng đã nghe đầm này. Nhưng mà sau nhiều năm mai một thì đầm này nó đã mai một rồi mọi người ạ. 10 năm trước thì nó thụt đến bụng. Còn 10 năm nay thì theo lời các cụ để lại nó là chuẩn xác. Thì em biết được là cho lời bà kể lại thì 10 năm trước nó thụt đến bụng. Bây giờ thì nó không còn là đầm này nữa. Đấy. Em review lại cái cảnh cố hương ngày xưa. Đấy. Vâng. Quê hương của ông anh thổ dân. Giờ em sẽ xuống cái chỗ đầm lầy này xem là nó thụt như nào nhé mọi người. Thì bây giờ thấy bảo là trồng cây cối các kiểu thì nó không còn thụt như ngày xưa nữa. Thì em với ông anh vẫn cứ tiếp tục xuống để xem như nào. Để quay cho mọi người xem. Đấy, để trải nghiệm cái chuyến đi ra ngoại 3 ngày của em để cho nó được trọn vẹn. Mình biết được là nó không còn như ngày xưa nhưng mà vẫn phải xuống tiếp thử. Bây giờ mọi người cùng theo em nhé. Vâng, ông anh em đang vác cái cây củi để đi chọc thử cái hồ em nó sâu không. Đây chính là rừng tràm nhé. Đây là tầm 3-4 giờ chiều rồi. Sau khi nghỉ ngơi xong thì em với ông anh tiếp tục lên cái rừng đầm lầy quay mọi người xem. Sáng nay thì em với ông anh có ăn một con cá nướng thôi, câu được ngoài kia. Hả? Cái đi kiểu gì xuống bây giờ? Đầm lầy đây à? Cái này là đầm lầy. Vâng, đầm lầy đây mọi người. Đầm lầy này là đầm lầy ở trên rừng ấy. Trên rừng có đầm lầy nghe hơi vô lý nhỉ. Đấy, rồi, rừng nguyên sinh đây mọi người. Đi này rộng một phát này nó phải động một chục mét. Rừng này rừng nguyên sinh gì? Rừng này rừng trồng. Ừ, rừng trồng. Cái gà ngoài kia kìa. Đâu? Ra đéo rồi. Thôi cứ ra đi, giờ đi đường nào ra thì ra đây. Ra đến đây rồi này. Không có đường ra đấy thì bao nhiêu năm anh không đến đây rồi? 10 năm. Hơn 10 năm. Giờ lội xuống đây nó có thụt chết người không? Ôi ôi. Mọi người nhá. Phần cỏ đéo đi được. Thụt lắm. Rồi em quay cho mọi người xem này. Đây, tí ra kia nó rung bầm.
cái đá đi dày, ướt nhẹ dày thôi. Con nước đồng ướt. Rồi, trải nghiệm đầm lầy mọi người. Tuyệt vời luôn. Thôi, dép đâu. Có đi được không? Rồi. Để em quay ông anh nhé. Ông anh thụt lửa người rồi. Đang chết là rất cao. Rồi, để em ra quay đầm lầy. Kia có mấy người ngoài kia kìa. À, mấy ngôi nhà kìa. Cái này ngoài kia nó có gì chị vào, bây giờ chỉ còn 2-3 nhà thôi. Rừng này toàn bộ là rừng trồng mọi người ạ. Giờ người ta phải tính toán kinh tế thôi. Nhưng đầm này đâu? Ngoài đây đây. Đi ra đi. Nguy hiểm đấy, đấy giờ đây. Lạnh khéo nó thụt hết xuống là... Đã chết à? Chết thì không biết nhưng mà chắc phải ngập. Con lún từ từ đấy. Có nước rồi đấy, em thấy có nước đấy. Anh chưa hết rồi. Thì anh đi trước đi, em sợ chết lắm. Đi trước đi xem có chết không thì em... Hả? Lớn mẹ hết dày không? Anh đi trước đi xem có chết không để em đi. Ôi, xong. Thụt chưa? Có đi được không? Nhưng mà sao chiều lắng thế nhỉ? Ôi, lớn hết rồi, lớn hết cả quần rồi. Nhưng cỏ này làm sao thụt được, bám cỏ không chết được đâu, cứ đi đi. Rồi, quay ông anh xem, ông anh đang vật vã lắm rồi. Đấy, đang đi ra đầm lầy nhá. Đầm này sâu bao mét đây? Sâu bao mét? Ướt hết rồi. Ướt hết rồi. Để đi giấy ra đây đấy, thành niên chán thật đấy. Thành niên xuống bản quên hết bản chất của người rừng rồi. Ở ngoài kia là sâu nhất nhỉ? Góc kia kìa. Đâu? Chỗ kia mấy cái cây kìa. Kìa gì? Ừ. Cái chỗ... mấy cái rong kìa. Ừ, chỗ đấy người ta không vào được. Nó đi đâu giờ? Ra ngoài bờ rồi. Đây, xung quanh đây toàn rừng mọi người. Đầm này ở trên núi nhá, lúc em đi xe máy lên đây hơi bị vất vả đấy. Toàn đi số 1 thôi, mà xe em là xe tay côn. Nếu mà xe số khả năng không lên được đâu. Đây vẫn có lúa đây. Nhớ kia thụt à? Nếu như ông anh mang cái... mang cái xào này đi để chọc thử xem đầm đầy nó thụt như nào. Nhưng mà đầm đầy khả năng có lươn nhỉ? Có lươn à? Nhưng có bắt được không? Rồi, tuyệt vời quá. Hôm nay ngày nắng đẹp luôn. Mặt trời vẫn đang chói sáng tư bừng mọi người. Rừng này rừng trồng rồi. Bây giờ cỏ nó dày. Đầy nước đây. Nước rồi. Đây rừng dầm rồi mày. À đúng rồi. Ra ngoài kia nữa. Ngoài kia nó mới nhiều sâu. Đầm này to bé nhỉ? Bé gì nó tư hết cả cái khung trên kia. Tiếp anh em mình tiếp xem nó có thể không anh nhá. Đi trên bờ đi. Đi dưới này. Không nhắm. Đỡ dẫm phát xuống. Anh thì chọc xem nó có ngập cây đấy không à. Chục năm rồi không ra đây phải không? Châu bò nó thụt chết làm nào. Ui. Trong này
Các bạn cứ từ thọc nó thụt cái cây đấy là được này. Giao cho bà đây, xin lắm. Thôi rồi, cũng bò vào được. Lắm quá. Đi nãy giờ hơi mệt. Ủa. Bà lấy nhầm đi vào đây mà, không ra đi. Nó thu bớt dép rồi. Dặn lắm, không đi được rồi. Thế thôi à? Quay vòng quay lại đi, không đi được. Ở trong này nữa, chết đấy. Cả khu này là khu đầm lầy. Bên trong thôi cơ, nó mới rộng rồi. Khu đầm lầy đây á? Khu đầm lầy đây á? Khu đầm lầy đấy, nhưng mà nó bây giờ nó lâu rồi anh không vào, nó giờ nó như này mất hết bản hết rồi. À. Đây, trong này là cả khu này hết tận trên kia là chuyên đầm lầy. Khu đầm lầy mà nhìn nó giống như là ruộng hoang nhỉ? Vừa mới gặt xong đây mọi người. Người ta có cấy hái gì đâu? Đây người ta vừa gặt xong đây. Đây là gặt xong nó chỉ có từ cái khu này hất ra đầu bên này thì là ruộng, nhưng mà người ta không cày trâu được thôi, máy không đi được. Vâng mọi người ạ, đây em đang đứng ở giữa khu đầm lầy nhá, ông anh không dám dẫn vào khu trong kia, sợ nó thụt chết người. Đây, khu này xung quanh đây là toàn là núi rồi, em lên đây cũng tương đối là cao. Đấy, ông anh không dám vào thì em cũng không dám gạ nữa, tại vì vào trong đấy nó thụt, nếu mà nó chết thì lại thiệt mạng mọi người ạ. Bây giờ thì em sẽ quay lại nhé và kết thúc video phần 2. Phần 3 thì em sẽ đi ra suối trên rừng để đánh cá mọi người ạ. Còn thì những cái hôm nào mà rơi vào trời mưa ấy thì em sẽ lên rừng bắt ốc.